Hello, xin chào anh em, huyền thoại hải tặc ngày 4 anh em nhá. Nông dân 100k đây. Mình sẽ mở cái dương này để xem lên được level bao nhiêu anh em ạ. Mới được cấp 62 thôi, trong khi đó cấp 63 mình mới vượt ải được tiếp cơ. Để mình xem chiêu mộ nào. Ố, có một lần miễn phí này. Làm nhiệm vụ luôn anh em ạ. Có 50 cốc bia vàng. Nhưng mà mình chờ 10 cốc thì mình quay. Rồi mình sẽ nhận thưởng luôn này. Nhận luôn anh em ơi. Chiêu mộ một lần đại hải tặc. Ok, mình ấn chiêu mộ đây coi. Được luôn, một thằng phẩm S luôn. Xịn xò con bò luôn. Ok, nhận thưởng nào. Hoàn thành hai nhiệm vụ tổng bộ à? Easy luôn. À, thì ra đây này là mới đây này anh em này. Mình thử khóa vào xem nào. Khóa nhiệm vụ thì là mới không mất. Ô, ngon. Cứ bớt đi một nhiệm vụ thì nó sẽ gọi là giảm cái kim cương làm mới à? Bây giờ mình biết nha. Ok, ok. Rồi bây giờ mình sẽ làm luôn cái nhiệm vụ phẩm lam này anh em ơi. Nhưng tốn 60 kim cương thì nó short lắm. Thôi, mình cứ làm đi, mình đang tích kim cương. Nghe lời bạn gì ta, mình sẽ tích 9k kim cương để mua hai cái cuốn trục vào ngày thứ 6 và thứ 7 đó. Thì mình sẽ có lợi hơn. Đấy, ok. Nói chung là mình cứ nghe những anh em nào chơi trước chỉ tí nó đỡ thọt anh em ạ. Đánh boss nào. Ôi dồi ôi, đánh boss. Ui, mình thử đánh boss xem nào. Wow, có thanh niên đánh boss sát thương cao thế nhỉ. Tấn công luôn này, chiến đi. Rồi, để mình xem quả đánh boss này sức sát thương gây ra là bao nhiêu anh em nhé. À, đội hình đánh boss thì có con nào mạnh ta? Đánh boss này nó nhiều máu, không biết có con nào đánh theo phần trăm máu các kiểu không nhỉ. Hiện tại thì mình vẫn chơi Zero One Out thôi. Nhưng mà không biết là đội hình đánh boss thì anh em thường hay sử dụng đội hình gì. Ok, chiến luôn này. Ui, Fujitora ở trong tựa game OP đại chiến, sát thương cao vai trưởng anh em ạ. Đặc biệt là đi đánh boss các kiểu, dã man con ngàn luôn. Khủng khiếp ấy. Rồi ok. Mà đấy, lâu lâu mình cũng chưa làm video về tựa game OP đại chiến anh em ạ. Không biết dạo này nó như thế nào rồi. Mình thì mình vẫn vào chơi, nhưng mà kiểu là dạo này đang bị cuốn sang cái huyền thoại hải tặc này đấy. Đấy, cứ chơi thôi. Úi trời ơi, cuốn phết anh em ạ. Bao nhiêu hoạt động, chơi sướng đời luôn anh em ơi. Ok. Úi trời ơi, lâu vai. Trời đất, mỗi lần đi đánh boss này cảm giác thấy mệt nghỉ luôn anh em ơi. Trời ơi. Ok, chiến. Ủa, Uta đánh hay phết anh em ạ. Mình thấy Uta chính ra được ghê nha. Hợp lý phết này. Sau này ngày 7 mình sẽ cố gắng là 5k kim cương. Mình sẽ lấy thêm một cuốn trục nữa để nâng cấp Uta lên được 8 sao. Đấy, tuyệt vời. Uta lên 8 sao thì chắc chắn là sẽ ngon lành cảnh đào hơn rất là nhiều rồi. Bây giờ nó đã đánh liên tội thế này rồi cơ mà. Lên 8 sao chắc là xịn xò lắm đây. Mình rất mong chờ Uta anh em nhá. Ok, chiến này. Tối luôn, Fujitora. Fujitora này mình thấy phế vật vãi nồi anh em ạ. Bởi vì mấy cái nội tại ấy, toàn là đồng đội phải chết đi thì nó mới mạnh lên. Trong khi đó thì trời ơi, một mình làm sao một cân 6 được. Nhất đâu để mấy con mèo con mục nó nhảy. Thằng lo con non nó dã ra thì thôi, sấp mặt luôn. Trời đất. Ok, chiến luôn. Ôi dồi ôi, lượt 13 rồi này anh em này. Dã man chưa. Mạnh chết này. Cái thằng này có quả tóc thì giống cái mũ đầu bếp vãi nồi anh em ạ. Anh em có biết cái mũ đầu bếp nó có cao xong hoa xung quanh không? Giống y hệt luôn, là mình cứ tưởng là cái thằng đầu bếp cơ. Cay vãi trưởng anh em ơi. Thua rồi. Lực chiến gây ra được có 47 triệu thôi anh em ạ. Wow, thanh niên này sát thương 119 triệu luôn này. Càng đét đèn đẹt anh em nhá. Hội trường nào. Hội trường mình điểm danh cái. Lấy điểm XP VIP này. Ok. Rồi luôn. Quản lý này. À, có thanh niên xin vào này. Ế, làm gì có ai đâu. Ảo ma cà đà thế. Kỹ năng này. Đấy, mình ấn xuống thanh kiếm nhá. Ok. Rồi. Osake. Mình sẽ nâng cấp đều đều lên. Quay trở về coi. Ê, luyện tập mở rồi này. Mở chưa? Ồ, mở rồi anh em ơi. Cái luyện tập này để mình xem. Nhưng mà mình vượt qua mất xứ từ đâu. Ở trong cái phần thành tựu này mình đã vượt qua một lần rồi mà. Đấy, cấp độ 70. Ok, rồi, có một cái thư. Nhận thư luôn, ui. Được nhiều điểm này. Thế thì mình sẽ lại vào vui, mình nâng cấp nốt lên điểm kỹ năng cho nó khỏe. Đâu rồi, kỹ năng kiếm sĩ này. Đấy, nâng cấp tốc độ này quan trọng lắm này anh em này. Tốc độ cực kỳ là quan trọng luôn, cho nên là khả năng mình sẽ dồn vào tốc độ trước cho nó cao cao lên tí anh em ạ.
Ok, bạn bè này, nhận nhanh luôn. À, ở trong thư này như mình có bạn nào rủ mình tỉ thí này. Ở hôm qua có nhiều bạn nhắn tin cho mình phết ấy. Thế nhưng mà mình không trả lời hết được. Ok, ok này, có bạn vua hải tặc này. À đây này, bạn này rủ mình tỉ thí này. Làm nào để tỉ thí được bây giờ anh em nhỉ? Tỉ thí phát, nhưng mà bạn này level bao nhiêu nhỉ? Vua hải tặc trong bạn bè à? Ừ đúng rồi, thử vào bạn bè xem. Trinh thám phát được cái gì không? Ui 63k đái quy này. Bạn bè đây rồi, vua hải tặc. Ui dồi ôi, vãi nổi, level 131 gạ mình tỉ thí. Vãi chật, không được. Không ổn rồi, ui lực chiến 2 triệu. Mình bây giờ mới lực chiến 200.000. Không. Cho mình gọi là luyện tướng cái đã. Nâng cấp các kiểu lên á thì mình mới tỉ thí được chứ. Vãi nổi, level 131 gạ tỉ thí với level 60. Đủ, không thể tin được. Nguy hiểm thực sự anh em ạ. Không được, mình phải tỉnh táo lên anh em ơi. Rồi, 322 lượt rồi này. Kiếm đâu ra gọi là 28 cái vé nữa để quay bây giờ nhỉ. Ôi giời ơi. Shop Akainu rồi nào. Ê, khoan. Đây, được một khẩu súng thần công. Bắn, nhận thưởng 5 cốc bia vàng. Má trời, hôm nay vừa quay x1. Mất sư mất một cái rồi, nếu không bây giờ nó quay x10 được rồi đấy. Hết sư rồi. Đợt lần này nó đen ở một chỗ là đợt trước khi mà mình chơi lần đầu tiên ấy, là ở trong cái phần sự kiện này nó có một cái event, đó chính là đổi cái dép Luffy lấy cái vé để đánh đấu trường. Nếu như mình đánh đấu trường được ấy thì đảm bảo với anh em luôn là kim cương có rất rất nhiều luôn ấy. Đợt vừa rồi mình còn mày mò auto các kiểu để đánh đấu trường mà. Đấy. Ôi dồi ôi, nhưng mà hôm nay hết sư vé rồi này. Còn 4 vé thì mình sẽ đánh nốt. Lực chiến của mình là 348.000. Có lẽ nào lại không đánh được cái thằng lực chiến 300.000. Chiến luôn anh em ơi. Múc. Nào, ui thằng này nó cũng có Zoro Wano level 180 này anh em ơi. Ôi dồi ôi, Robin nữa các thứ level 140 hết rồi. Không bỏ rồi. À AC của mình level 180 này. Nhưng mà đánh chán kinh khủng luôn, AC kiểu gì ấy. Nỗ lên. Đúng rồi. Mày chết chưa. Láo nháo như pha bất xe này. Le te nhìn mẹ đấy tè này. Ok. Ôi hạng 337 rồi anh em ạ. Ok, một thanh niên này. Ui dồi, được chiến 266.000 á. Level 62. Nghỉ lắm này. Thanh niên này có khi đẻ 1-2 con lên này. À không, mày quá. Ôi dồi, mày quá. Nó level 160 anh em ơi. Ô, nhưng mà hình như là có thằng Jack rồi này. Đây phải thằng Jack không nhỉ? Mình là đang tìm kiếm thằng Jack này anh em này. Thấy anh em bảo nên chơi thêm con Jack nữa. Ok, thì mình sẽ tìm kiếm Jack và Lawano. Xài. Ô, mình cứ cung vào Uta. Ủa, nhưng sao Uta nó xếp hàng đầu nhỉ? Mình tưởng Uta phải xếp hàng sau giống mình như ta. Uta xếp hàng đầu ấy. Ui, thằng kia. Ai, bị cầm lặng rồi. Thôi. À ui, sao nó có cả Big Mom vậy? Phải nổi. Sao mình lại bị dấu chấm than nhỉ? Bị ăn Uta nó nộ dính dấu chấm than à? À, dính dấu chấm than không đánh được cay tệ hơn lực chiến không đánh được nó kìa. Trời đất. Mình chưa có tướng hỗ trợ nào anh em ạ. Cũng chưa có tướng tanker nào luôn. Gặp thằng Fujitora này phế quá. Có lẽ nào mình Reborn xứ cái thằng Fujitora này, sau đó mình lại up cho AC của mình lên level 200 nhỉ. Nhưng mà AC cũng phế thể luôn, quay ra hai thằng phế vật sợ thật. Ôi giời ơi, sao lại hạng 409 rồi? Vừa hạng 300 mà sao đánh mấy trận thắng lại tăng hạng lên 400 vậy ta? Ảo ma cờ đà thế. Ok. Goldie Strongit tổng môn, quả tên được thật sự luôn. Chiến đó. Đúng rồi, cầm lặng nó đi. Ui sổ ơi, thấy chưa, Uta đánh được đấy. Mình bắt đầu khoái Uta rồi anh em ạ. 5.000 Bentley rồi luôn. Ơ, 179 ấy, ảo vãi nổi anh em ạ. Nhảy nhức liên tội luôn này. Dã man còn ngàn luôn. Ok,
Điểm huy chương này xem nào, 278 mình mua được cái quần què gì đây? Chợ đen này, chợ đen thì mình mua 30 củ của đây đi. Rồi luôn. Quay trở về. Nâng cấp tướng. Ôi, đang cuốn quá anh em ạ. Nó nghẹt hết cả mũi rồi. Đấy, mình nâng lên level 200 rồi. Lên không? Wow. Lên level 200 thật này. Xịn chưa? Bây giờ kiếm hai ông AC nữa nâng lên 10 sao mình nghỉ luôn. Ồ, nâng cấp được luôn này. Rồi, nâng được mỗi lần. Ok, cái đá kiếm ở đâu rồi anh em nhỉ? Hết sạch đá rồi. Rồi luôn nhiệm vụ, còn cái gì nữa không? Nhận thưởng luôn. Hoàn thành hai nhiệm vụ tổng bộ. Ê khoan, đây, mình hoàn thành cái nhiệm vụ này đi. Hai kim cương, làm luôn, không quên. Nhiều khi là mình quên ý. Mất sừ, mất 50 điểm XP VIP phí vãi nổi. Nhận thưởng luôn. Ok này, quay hai lần trong vòng quay. Ô, mình quay được 20 lần luôn này anh em này. Quay ra tướng 5 sao đi. Tướng 5 sao đi. Để mình có thể hoàn thành thành tựu đi. Ôi dồi ôi. 10 lần nữa. Tướng 5 sao. Tướng 5 sao. Tướng 5 sao. Tướng. Ai đâu. Cũng được kìa. Cay cú vậy. 5.200 kim cương rồi này. Ô. Thế mà nó không có ý nhỉ. Ô, được 5 thùng bia này. He he. Để mình xem nào. Nhận luôn. Đóng. Vượt ngục. Ôi, mở thêm một tầng này. Ui dồi, huy hiệu danh S à. Có gì đâu. Hết. Túi đồ. 21 cốc bia thường. Ui dồi, cứ 99 này cay nhỉ. Dùng luôn 4 cái vàng này. Mình là mình có 47 cái trái hải tặc này rồi. À, trái ác quỷ này rồi. Đang cần thiết làm nhiệm vụ để kiếm thêm được 15 trái nữa mà khó quá anh em ạ. Kiếm 15 trái nữa mình có một cuốn trục nữa là ngon này. Cho được Zoro One lên 9 sao liền luôn. Thế mà kiếm hoài không được. Cay vãi anh em ạ. Dương huy hiệu nghề mở luôn này. Có 10 này, có cái dương gì đây. Đá hộ mệnh sơ cấp. Rồi hết sạch sành xanh luôn. Bí bách thật, không có cái nhiệm vụ đấu trường mình thấy nó bí quá trời luôn anh em ơi. Có nhiệm vụ đấu trường thì phải ngon lành cành đào không nhỉ? Ai, khó khăn ghê anh em ạ. Mảnh này, mảnh thì mình cũng chưa ghép được cái gì mấy luôn. Ok, tiệm đồ coi. Tiệm đồ thì mình lại tiếp tục là tạo đồ để làm nhiệm vụ thôi. Tạo luôn này. Ok, mình sẽ cố gắng là tạo đồ để có thể là trang bị mạnh hơn. Làm tất cả những gì có thể, dù là cái nhỏ nhất, để chờ ngày tỉ thí với các bạn vua hải tặc nhá. Đấy, mình tên là Monkey D. Andy. Mình nhất định sẽ trở thành vua hải tặc. Cái bạn vua hải tặc đấy tuổi rẻ, mình sẽ trở thành vua hải tặc nha. Ok. Rồi luôn. Tiếp tục. Đây rồi. Ok, thêm trang bị tím nữa này. Đấy. Chúng mình làm xong này có được nhiệm vụ thành tựu không ta? Nhiệm vụ thành tựu sở hữu càng nhiều trang bị kiểu như là tím cam ấy thì sẽ có thêm kim cương đó. Quay trở về coi. Không được. Cái thí. Chiến thắng 2 lần trong chiến dịch. Cái này trả được bao nhiêu anh em ạ? Mình càn quét luôn cho nó nhanh. Đây. Rồi xong luôn. 240k. Được bao nhiêu đâu? Nhận thưởng này, 100 kim cương và 50 điểm XP VIP. Ủa ôi, để lên được VIP 4 mình căng thẳng lắm. Mình chỉ nhận mệt nghỉ nữa, lên được VIP 4 cơ anh em ơi. Mệt phết đấy. Sự kiện. Check lại sự kiện này. Kho báu máy chủ này. Hay là mua cái này nhỉ anh em nhỉ. Nhưng mình sợ là không tích được kim cương ấy. Không tích được kim cương thì sang ngày 6, ngày 7 là khổ lắm này. Sang ngày 6 mà mình không thể nào mà có được 4k, 5k kim cương để mua cuốn trục thì hơi ối rồi ôi anh em ạ. Đấy, thôi tốt nhất là mình tích kim cương lại anh em ơi. Bây giờ 300 cái vòng quay thì cũng ngon đấy. Mình sẽ có thể là tích được thêm, thứ nhất là 300 xu nữa mình tính nhá. 300 xu thì mình sẽ đạt cái mốc 400, thì được 10 cái thùng bia. 10 cái thùng bia, đáng lẽ ra là được 15 cái trái quỷ này thì mình sẽ mút luôn này. 10 thùng bia này, 15 này, 20 này. Đấy, 20, không ăn thua.
20 không ăn thua, nói thật anh em là 20 không ăn thua. Tiếp tục chiêu mộ đặc biệt cộng 20 nữa thì là 140, không ổn. Chiêu mộ đại hải tặc có 15 này, chỉ cần 28 lần nữa thôi. 28 lần nữa, nhưng ở đây có cốc bia vàng không? Không có. Đấy, quan trọng là không có. Không có cốc bia vàng. Đấy, nó là như thế anh em ạ. Khổ ghê chưa? Chứ nếu mà có cốc bia vàng thì mình quất luôn. 5k với 4k khác đất kỳ nhau đâu. Mà mình nâng được lên sớm thì mình mạnh hơn. Đấy, nó là như vậy anh em ạ. Khổ là khổ như thế. Bây giờ là phải chiến đấu. Ở trong phần đấu trường ấy thì mình có cốc bia vàng. 400 điểm này. Thử mua cốc bia vàng xem. Một cốc bia vàng là trị giá là bao nhiêu ta? Chiêu mộ. Chiêu mộ. Ơi, cái đây nó có hiện lên không nhỉ? Một cốc bia vàng. Thôi thôi khoan. Nhưng đâu nó ấn xẻo vẫn mất mẹ cốc bia vàng chứ dở. Ui dồi ôi. 8 cốc bia vàng mà 1.000. 20 là 2.000. Được này. Hợp lý này anh em này. Nhưng mua đây có hơi phí không nhỉ? 1.000 kim cương được 16. 2.000 là được 16. 3.000. Mình bỏ đây 4.000 anh em ạ. 8.432. 8.432 thì vào đây mình mới quay được. Đại hải tặc thêm 28 lần nữa. Đúng không? Đây 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 đây. 28 lần nữa này. Có 15 trái ác quỷ. 15 trái ác quỷ. Thế phải bỏ vào đấy 4.000 à? 4.000 để mua cốc bia vàng là phí quá nhỉ anh em nhỉ? À không, ở đây là mình có 9 rồi này. 9 thì trừ đi 28 thì chỉ còn lại là 19 thùng nữa thôi. À 19 thùng nữa mình mua 3 lần thôi. Đây mình sẽ mua luôn này. Đồng ý này. Quả 150. Rồi ok. Nhưng mà vãi nồi, mua được có 1 lần thôi. 14 tiếng sau nó lại reset này anh em này. 14 tiếng nữa thì ui dồi ôi, vãi nồi nửa đêm nó mới reset à. Cay thế nhỉ. Cú 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 cú. À bực thế. Chiêu mộ X10 thử coi. Cứ thử X10 phát xem biết đâu nó lại được thêm cái nhiệm vụ gì đó. Đóng luôn. Không được cái gì rồi. Ôi, vỡ mồm cho xôm ơi anh em ơi. Nhưng mà không sao nhá. Sắp đạt được cái mốc ấy rồi anh em ạ. Có 15 trái ác quỷ là mình sẽ có thêm một cuốn trục thôi. Bây giờ thì leo đậu thần thử coi. Đậu thần nào. Rồi, mình cứ để Zoro Wano leo thôi nhưng mà một mình nhưng nó leo cho nó dễ. Ok, chiến luôn ạ. Mốt E. Đúng rồi, mốt Unti. À, mình thấy có đứa em mình nó chơi cái Lo Wano vào đây này. Lo Wano vào đây đi đậu thần thấy nhanh lắm. Nhưng mà chả hiểu sao Lo Wano nó được nộ sớm ấy nhỉ. Zoro này nó cứ phải đánh 1-2 lượt thì sau đó mới nộ. Còn Lo Wano mình thấy vào trận phát nó nộ luôn sao. Ảo kinh khủng luôn. Ok, tiếp tục là mình chiến luôn này. Rồi. Không biết là điểm danh xem là anh em hay xem kênh mình ở cái tựa game huyền thoại hải tặc này thì chơi kiểu là cái chay hay là nông dân có nạp một chút hay là gọi là siêu nạp. Đấy, anh em có thể để lại comment ở bên dưới cho mình biết được nhá. Ok, rồi. Và anh em cũng đừng quên là ấn đăng ký kênh để ủng hộ mình nhá. Hy vọng rằng là trong năm nay mình có thể đạt được 30.000 sub. Thì anh em có thể là ấn đăng ký kênh để ủng hộ mình nếu như anh em nào mà chưa đăng ký. Còn mình thì cảm ơn những anh em nào mà đã đăng ký kênh rồi nha. Cảm ơn anh em rất nhiều. Nói chung đấy là động lực to lớn nhất để mình có thể phục vụ anh em. Thực ra thì ấn đăng ký kênh nó hoàn toàn miễn phí. Và nó cũng mình cũng không được cái gì từ cái người đăng ký cả. Đấy, nếu như nói về vật chất thì mình không được cái gì cả. Nhưng mà mình kiểu có thêm động lực tinh thần ấy. Đấy, nên là hy vọng rằng anh em sẽ ấn đăng ký kênh để ủng hộ mình. Yes, trời ơi. Nói chung là mục tiêu cho năm 2023 của mình là cũng nói chung là mình cũng mong muốn là đạt được 30.000 sub anh em ạ. Hiện tại thì cũng 17.300 rồi. Đó. Cố gắng lên nào, chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng một cái cộng đồng nó thật là vui vẻ nhá. Và khi nào mà được 30.000 sub thì
mình sẽ tổ chức một cái event. Đấy, ví dụ như là tặng thẻ cao là vân vân, event gì đó để cho chúng ta chơi game vui vẻ nhá. Ok, ok. Rồi, tiếp tục leo đậu thần thôi. Còn đâu mình thấy cái đậu thần đôi nó khó, khó thật sự anh em ạ. Nếu như mà đi đậu thần đôi thì mình nghĩ là phải có thêm một em gì đó khỏe khỏe. Kiểu như là bộ đôi, một team thì có Zoroano này, một team bên kia thì có Loguano hoặc là con gì đó khỏe khỏe tí chẳng hạn. Đấy, thì đi nó sẽ ngon lành cảnh đào hơn. Ok, chiến luôn này. Chứ mình nói thật nhé, Zoroano này mình thấy một mình nó đánh còn khỏe hơn. Đội hình bên kia mình để ACE này, mình cho Fujitora các kiểu vào nhưng mình yếu bách nồi là sao ta. Đấy, do chất tướng thì phải. Mỗi một lần nộ của em Zoroano nó khóc bọt hẳn luôn. Ok, thì bây giờ mình cũng sẽ tiếp tục là đi đậu thần thôi. Cũng chả có cái vẹo gì nữa. À, có luyện tập này. Mình sẽ đi luyện tập anh em ơi. Vứt hết vào, mình thử đi luyện tập xem. Biết đâu đi luyện tập nó lại có kim cương. Đấy, đúng rồi, không được bỏ sót bất kỳ những cái hoạt động nào anh em nhá. Mình sẽ chiến luôn này. Ôi, được đấy nhở. Em Uta đánh cứ phải gọi là mắc bêu luôn ấy. Chiến đấy. Rồi, ok, mày. Rồi luôn, mày. Đấu u sổ. Con lành cảnh nào luôn. Uta đánh quá xịn anh em ơi. Tiếp tục nào. Thằng Yepi kia có cái gì đấy? Đâu? Ủa thằng này là thằng gì đấy anh em ơi? Thằng này quen đi. Kinemon này. Ở đây mình nhận ra một số thằng này. Lo Kinemon các kiểu. Ok. Ui. Đứng à? Đứng Enel à? Enel giật xét thì thôi rồi luôn. Mày. Bướng này. Rồi luôn. Robin với chúng tôi này. Ok, mấy cái thằng này dễ thế, mấy ải này dễ nhỉ. Tấn công luôn. Hiện tại thì mình chưa thấy. À, có Uta là mất máu này. Ô, tại sao đứng tận hàng sau mà vẫn mất máu nhỉ. Ok, đi chưa. À, hoàn thành màn 6 để mở qua tế đàn này. Mở dương cấp 2. Ủa, dương này có 25 mảnh này anh em này. Để mình xem cái dương cấp 3 có cái gì không. Chưa mở khóa kìa. Thôi đánh đã. Để mình xem trong cái dương cấp 3 có cái gì không anh em nhé. Dương cấp 3 chắc là phải ngon hơn đồ dương cấp 2 ý. Đúng không? Rồi, chiến. Cũng Fujitora này. Mày đi luôn này. Riêng gặp ai như gặp Fujitora không dừng ngán luôn. Rồi. Ok, hôm nay không biết là mình nó mở ra cái ải tập luyện thứ 2 của cái này không nhỉ. Thế là nó có 2 tầng hay sao anh em ạ. Ủa ơi, vai, lo nó bên kia khỏe thế. Dèo phát đi hết rồi kìa. Cường hóa đi, mình sẽ chọn cường hóa đi. Chứ còn đầu tư vào mấy con rồ rồ kia không ăn thua. Thà mình cứ cường hóa cho thằng Zoro nó vã thì hợp lý hơn anh em ạ. Có 2 dương cấp 2. Dương cấp 1 thì không có. Ảo vậy. Chiến luôn này. Rồi, anh rổ, cố lên. Đấy, sức sát thương to hơn đấy anh em ạ. Nhưng mà sao nó lại bị chấm cảm nhờ. Thằng nào nó đánh mà nó bị câm lặng người ta. Ủa, thằng Lo à? Hay thằng nào nhờ, anh em có thể lý giải hộ mình phát được không? Sao chưa gì vào trận phát nó đã bị câm lặng ấy nhỉ. Điên thế nhỉ. Không tìm ra được nguyên nhân thì khó mà xử lý nó lắm anh em ạ. Ok, ui, thằng nào đấy? Thằng nào có cái vòng này nhờ. Thôi kìa, cay vãi nồi luôn. Rồi luôn. Xong luôn anh em ơi, chưa kịp nộ. À đâu mà bị trói có nộ được quái đâu. Bên kia là thanh niên nào. Úi dồi ôi. Rồi. Mạnh. Mạnh. Đi chưa. Bố la bố tuét này. Chặng 11 rồi, cố lên. Sắp được chặng 20 rồi anh em ơi. À chứ nhầm 15 rồi anh em ơi. Nhảy cóc vãi nồi. Ok, chiến luôn. Dương, vẫn chưa có dương cấp 3 à? Ảo ấy nhở. Quất luôn này. Ok, kít này, may quá không phải là kít của nó. Rồi 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 rồi. Lo, tiêu diệt Fujitora luôn rồi. Cay chưa. Ok, mình sẽ hồi máu một tí nhở. Hồi máu cho ACE tí. Dù sao thì thằng này nó cũng level cao, nó cũng tanh được một chút anh em ạ. 4 cái dương rồi này.
nhưng mà toàn gỗ vậy. 30.000 điểm mà không mua được kìa. Đây, toàn cái đồ không mua được ấy. Nếu như mà bấn quá thì tí nữa mình sẽ mua 25 mảnh kia về ghép xem được cái tướng gì không. Rồi, đúng rồi. Hợp lý này, AC tanh được nhiều phết ấy. Miễn sao tanh được cho Zoro Wano của mình những ulti là được. Đấy. 14 này. Quất luôn. Rồi, mày này, mày này. Ok, ok, ok. Chiến luôn. 15 rồi anh em ơi. Không biết là 15 này có cái quần què gì không ta. Ok, mày này, mày này. Úi dồi ôi. Đội hình bên này thì có mỗi ACE này. Ồ, nhìn cái thằng Frankie này. Mình lại nhớ ra ở trong tựa game OP đại chiến anh em ạ. Thề trong OP đại chiến thằng Frankie này nó có đánh theo phần trăm máu của nó ấy. Nó là boss, thề máu nó trâu, nó dã một dẻo phát đi hết cây vãi trưởng luôn anh em ơi. Anh em nào chơi OP đại chiến không? Nhân tiện đây mình cũng hỏi luôn. Đấy, lo với chúng tôi này. Ok, để xem là có được cái nhiệm vụ thành tựu không? Có thật này. He he. Mình coi xem nhiệm vụ thành tựu đâu rồi. Đậu thần đơn là tầng 250 này. 300 thùng bia. 400 thuyền viên 4 sao sắp được rồi. Ủa, cái nhiệm vụ thành tựu vừa đâu đây mà nó lại biến mất rồi nhỉ? Nhiệm vụ vượt ải 10, tấn công chiến thắng sở hữu. Không thấy có chữ nào gọi là luyện tập nhỉ? Sở hữu đậu thần đơn, sở hữu thôi. Có lên nào? Hết sừ mất cái nhiệm vụ luyện tập rồi á? Ảo vậy? Không được, không được, không được, được. Mình thử thêm lần nữa đi. Mình nghi là vẫn còn ấy. Rồi, luyện tập luôn này. Đây, có một dương cấp 3 thật này anh em này. 5.000 điểm nguyên liệu chế tạo nội thất á. Ui ôi, nhưng mà tận 100.000 điểm cơ. Vãi nồi, thế thì mua làm sao được. Chiến luôn. Rồi, mình cứ đánh hết cái bọn này đã. Để xem được cái gì không anh em nhá. Ok này. Quất mạnh. Ui ôi, có cả Mihawk này. Ghê vậy. Kiếm sĩ mạnh nhất thế giới à. Mày này. Mày. Zoro con nó đừng để nó nộ. Ui. Đúng rồi, mày quá, cứ tưởng nó nộ anh em ạ. Giật cả mình. Sợ hãi các thứ. Ok, con cờ hó. Múc một luôn. Rồi, múc một đi. Hay à. Ghê vết nhờ, ulti đúng kiểu người sói đấy. Trăng trước các kiểu hú mầm. Rồi, tiếp tục Ivan Cốp với chúng tôi này. À đấy, chết rồi. Xong phát này mình lại phải hồi máu cho ACE. Mất khá là nhiều máu rồi. Chúng ta vứt ACE hàng đầu, tanh tốt phết nhỉ. Nâng cấp lên level 200 cũng được phết đấy. Rồi luôn. Tiếp tục là quất đi. À mình quên đấy. Từ nãy giờ chưa cường hóa thêm. Thằng này nó level 180 rồi, thôi chết rồi. Không ổn rồi, không ổn rồi. Ui, biết ngay mà. Ui dồi ôi, mình nộ đi, đúng rồi. Thôi, nhưng ACE cũng đi rồi anh em ạ. Bây giờ mình phải cường hóa thêm đây. Mình sẽ cường hóa thêm. Mình lên tầng 2 là mất sừ mất cái cường hóa rồi anh em ạ. À ừ đúng rồi, lúc nãy là tầng 1 mà. Rồi, cường hóa hết luôn anh em nhá. Thằng kia nó cũng level 180 nhưng mình thua nó máu anh em ạ. Mày này, ui ôi, trâu vậy. Ulti nhưng mà thằng này nó vẫn còn khiên. Úi xồi ôi, quỷ gì. Mất khiên phải là ok ngay. Lo con non ở đây này. Hình như thằng này vào phát nó nộ luôn này anh em này, đúng không? Anh em nhìn nhá. Đấy. Cái thế nhở? Làm nào để Zoro của mình vào phát nộ luôn được như thế nhỉ anh em nhỉ? Zoro mà vào phát nộ luôn được như thế phải ngon lành không? Không biết là có cái nâng cấp gì để tăng cái điểm nộ khí hoặc là như thế nào đấy để cho Zoro nó vào phát nó nộ luôn không anh em nhỉ? Chứ này thì cái... Ui! Thuyền phó Big Man này. Rồi, ok. Ui, ui đúng thật. Bạch mềm bắn cháy vãi nồi anh em ạ. Rồi luôn. Tiếp tục là dính câm lặng. Cay thế nhở? Đúng rồi, câm lặng là của thằng Lo Con No đúng không anh em? Mình để ý cái trận nào có thằng Lo Con No đấy, hình như là mình bị câm lặng ấy. Ảo lắm anh em ạ. Múc nó, đúng rồi. Ulti đi, ulti. Trời ơi. Đúng rồi, nó phải như thế chứ. Mày này, láo này. Tuổi. Hồi máu phát á.
Phát nổ lúc nãy hồi đầy mẹ máu anh em ạ. Ok, là mình sẽ chiến tiếp. Rồi đây rồi. Một phát. Cái gì đấy? Anh nổi. Tin được không? 1.391.000 máu. Sao nó đánh ghê vậy? Tổng môn. Chưa kịp làm gì kìa. Cày chưa. Mở dương coi. Dương cấp 1 coi. Thôi, xài tạm cái này đi anh em ơi. Ok luôn này. Quay trở về. Không được cái gì thật anh em ạ. Thành tựu hết sừ mất nó rồi còn đâu. Thám hiểm này, không biết là lên được level 63 không? Chưa lên được. Ok, ngày hôm nay thì tạm thời mình dừng lại đây anh em ạ. Mình sẽ tiếp tục là đi luyện tập các thứ, nâng cấp tướng các kiểu, để có thể nhận cái kèo solo tỉ thí với cả vua hải tặc anh em nhé. Ok, chúc anh em chơi game vui vẻ nha. Và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em. Bye bye.